Việt Nam trong đêm. Trước cả ngày mở bán, vỏ hộp của iPhone 11 vẫn giữ nguyên thiết kế như trước đây. Tuy vậy, màu sắc vỏ hộp đã được thay đổi. Thay vì màu trắng quen thuộc, Apple đã đổi sang sử dụng màu đen. Giống như ở những chiếc iPhone 5 trở về trước, iPhone 11 Pro Max sẽ đi kèm với các phụ kiện mới như sạc nhanh 18W, cáp kết nối USB-C sang Lightning còn tai nghe vẫn như thế hệ trước. Chiếc iPhone 11 Pro Max này được nhập về từ một cửa hàng chuyên bán iPhone sách tay tại thành phố Hồ Chí Minh. Dù người bán không tiết lộ nguồn gốc của chiếc điện thoại này, từ mã máy có thể thấy đây là chiếc iPhone Pro Max LL có xuất xứ từ thị trường Mỹ. Chiếc iPhone Pro Max xuất hiện tại Việt Nam là bản 256GB. Đây là phiên bản gần như cao cấp nhất của dòng sản phẩm iPhone năm 2019. Trước đó, theo mức giá mà các nhà bán lẻ từng công bố, giá chính hãng của chiếc điện thoại này tại thị trường Việt Nam sẽ là 37,99 triệu đồng. iPhone 11 Pro Max được Apple thiết kế lại hoàn toàn so với mẫu máy của năm 2018 máy có màn hình kích thước 6.5 inch, độ phân giải 1242 x 2688 pixel. Điểm dễ nhận thấy của mẫu điện thoại này là cụm 3 camera lồi lên ở mặt sau. Cụm camera này có hình vuông với các cảm biến bố trí cách đều nhau thay vì tạo ra một đường thẳng. iPhone Pro Max sẽ có một camera góc rộng, một camera góc siêu rộng và một camera tele. Cả ba camera sau của máy đều có độ phân giải 12 megapixel. Máy sử dụng chip A13 Bionic và có thời lượng pin nhiều hơn 5 tiếng so với iPhone Max những đánh giá sơ bộ đều cho thấy, chiếc iPhone 11 Pro Max vừa xuất hiện đêm qua tại thành phố Hồ Chí Minh là mẫu máy bản thương mại, chiếc điện thoại này khác hẳn với mẫu máy hàng demo vừa xuất hiện tại Hà Nội hồi cuối tuần trước.